Xin chào cô tu nữ Khe Ma, mình chào Sít Mê Ta, Sít Nhiêu Quang, Sít Diễn và Sít Tử Man. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 236. Trước khi bước qua đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanatayassa Vandami Buddho Mahesi Arang Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichet Thakolo Kasasathai Chanadam Maku Vido Vanda Mahantang Narapu. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sanh bằng, thoát ly phiền não trái căn, tối thượng giáo chủ, chí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đề bồ yết tát sa sát thu nô lô ca nam mạnh thát sa vi na ca lô cổ sa pan nhu bút thập bát đi phù di sanh nhã tu văn đà ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như là soi sáng vạn màng vô minh pha tan làm đạt chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng chung nhân gian cúng dường. Sân khu với số thô chú các ta sát xà quá cô sát khà chú ca mô quá lạc thầm mà sát khá cô niên đà bất sân xa đi a na đá rô quá rô quanh đà mà hành tầng nở ra phù. Cha này rất cần tăng bảo thinh văn bạc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che natikhame e tuva thanan tassa bi anupave nasahasa ye nasa chattu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt-tha-ya. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Mình chào hội Sĩ Kim vừa đến với Pháp hội. Hôm nay chúng ta học trong câu Phật ngôn 236. Quý vị hoan hỷ nhìn đây màn hình ha. Nếu có chép thì chép cho nó đúng từ ha. Chứ nhiều khi thiếu một câu, chúng ta đọc sai ý nghĩa. Câu Phật ngôn 236. Câu đầu tiên: So karo hi di pamattano. So karo hi di pamattano. So karo hi di pamattano. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ bộ là một. Karo hi là hai. Di pamattano là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. So do cái đại từ xa, nhưng mà cái đại từ đó được chia theo chủ các số ít. Bạch tham án e cao quá chân nam vị pháp tí, cho nên cái đại từ xa nó biến thành so. So là vị ấy, người ấy, hay là chính ngươi, chỉ số, trường hợp số ít ham, chính ngươi, người ấy, vị ấy. Ủa sao có cái hình cái cô nào vậy? Xích Như Quang. Số ám chỉ về nam tính mà chứ đâu phải nữ tính. Mà thấy có hình cái cô đó, tức là cái vị cái bà đó hả? Cái cô đó hả? Nên nhớ là một người ha, số ít. Rồi. Karohi
hi do cái động từ caro tí nhưng mà đây động từ số ít này có ý nghĩa giống như một cách chia số 8 Alapanavipati tức là ra lệnh tức là hãy làm caro tí là làm nhưng mà đây là một cái động từ sai khiến hãy làm rồi đi bó mắt tạng nô đi bó mắt tạng nô đây do hai từ cộng lại ha chữ đi băng cộng với áp tạng nô và chúng ta thấy mất đi cái mục rồi ha đi bằng nếu mà đứng rời ra là đi bằng rồi áp tạng nô nhưng mà bây giờ nó dính liền nhau trong cái cách chia của văn phạm là logo và xanh tí xóa và ráp chữ thì chúng ta thấy mất cái dấu chấm và dính liền nhau thì chúng ta không còn đọc là đi băng nữa mà gọi là đi ba mắt ta nổ đi ba mắt ta nổ vậy thì chữ đi băng này do cái từ đi bá là một danh từ nam tính ác răng tắp bùm linh gạo nhưng mà chữ đi bá này nó chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quỳ phát tí e cao quá chẳng nạ cho nên đi bá biến thành đi băng là hòn đảo cái nơi đi băng là cái cây đèn nhưng mà đây chúng ta hiểu đi băng là hòn đảo rồi chữ Attano tức là chính bản thân mình Attano là cho bản thân bởi bản thân hay là chính bản thân ở đây thì nó có nghĩa là cho bản thân vậy thì đi Paramattano có nghĩa là hòn đảo cho bản thân hòn đảo cho chính mình như vậy thì câu đầu tiên so caro hi di pamattano so caro hi di pamattano chính người hãy làm ra hòn đảo cho bản thân chính người hãy làm ra hòn đảo cho bản thân tức là tự mình là cái hòn đảo để mình bám vào đó là cái câu số 2 khiếp băng hoài giáp mắt bành đi tù pha quá ha khiếp băng hoài giáp mắt bành đi tù pha quá khiếp băng hoài giáp mắt bành đi tù pha quá ha câu số 2 tới 4 từ khiếp băng là một qua giáp mắt là hai băng di tô là ba pha quá là bốn rồi bây giờ chỉ khiếp băng do cái từ khiếp bạ ha khiếp bạ nhưng mà khiếp bạ đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá của phát tí e cao quá trình a cho nên khiếp bạ biến thành khiếp bằng cấp tốc nhanh nhanh lẹ mau chóng khiếp khiếp bằng là cấp tốc hay là nhanh chóng rồi cái từ wayama do cái căn ngữ dâm tức là thu thúc chữ wayama ở đây nó là một động từ số ít động từ này cho chúng ta ý nghĩa là hãy nên tinh tấn hãy nên tinh cần hãy nên cố gắng qua da mặt
Hai, từ thứ ba, Bandito, do cái từ Bandita. Bandita. Nhưng mà ở đây đứng làm chủ từ, tức là Bathama Ekavachana Vipatti đã biến thành Bandito. Bandito có nghĩa là bậc trí. Rồi, cái từ phá hoa. Phá hoa, đây là một cái động từ số ít do căn ngữ phu. Ý nghĩa của phá hoa có nghĩa là hãy trở thành, hãy là, hãy trở thành, hãy là. Vậy thì câu số 2 này, khiếp bằng hoài giá mắt bằng đi tù phá quá, khiếp bằng hoài giá mắt bằng đi tù phá quá, khiếp bằng hoài giá mắt bằng đi tù phá quá. Câu số 2 này cho chúng ta ý nghĩa hãy cấp tốc tinh tấn, hãy trở thành bậc trí, hãy cấp tốc tinh tấn, hãy trở thành bậc trí. Chúng ta thấy đây giống như một mệnh hình cắt ha, tức là giống như cách chia số 8 lắp panel quy pháp. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3 ha. Câu số 3 nít thần tam lô anan gạt nô, nít thần tam lô anan gạt nô, nít thần tam lô anan gạt nô. Câu số 3 chúng ta có hai từ, nít thần tam lô là một, anan gạt nô là hai. Chữ nít thần tam lô, ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau, tức là nít thanh tá là một cộng với ma lô là hai. Nhưng mà chữ nít thanh tá chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ ní ở phía trước. Tiếp đầu ngữ này nói lên ý nghĩa là khỏi, là lìa ha, khỏi là lìa. Còn chữ thanh tá, thanh tá do căn ngữ thăm, có nghĩa là căn ngữ này cho chúng ta có nghĩa là thổi, ý nghĩa là thổi. Vậy thì nít thanh tá đây là một cái dạng quá khứ phân từ, có nghĩa là chuyện đã qua. Nít thanh tá có nghĩa là đã được tẩy trừ, đã được rũ bỏ. Giống như gió mà đã thổi qua rồi. Đã được rũ bỏ, đã được tẩy trừ. Nít thành tạ. Rồi cái từ thứ hai là ma lô. Chữ ma lô ở đây do cái từ ma la. Ma la là một danh từ trung tính. Nó phù là ma la có nghĩa là cấu uế hay là vết nhơ, cấu uế hay là vết nhơ, cũng có ý nghĩa là bụi bặm nữa. Vậy thì chữ ma lô ở đây nó đứng làm chủ từ ha. Số ít Bathama Ekavachana Vipatti, cho nên ma la biến thành ma lô. Nít thanh tamalo có cấu uế đã được tẩy trừ, có cấu uế đã được rũ sạch, đã được rũ bỏ, đã được tẩy trừ. Đó là ý nghĩa của chữ Nít Thanh Tam Mạc Lô.
Rồi bây giờ cái từ thứ hai, anan gano. Cái từ số 2, anan gano, chúng ta thấy tiết đầu ngữ an là phía trước, tiết đầu ngữ này có ý nghĩa là không. Rồi ăn gà nô do cái từ ăn gà ná. Ăn gà ná là một danh từ nam tính, ác là ta phun lên nặng. Ăn gà ná cũng có nghĩa là chấm đen, là tàn nhẫn, là tì vết, là vết nhơ ha. Chữ ăn gà ná, nhưng mà ăn gà ná này nó đứng làm chủ cách số ít, bạch tham e câu bạch chân nào bị phát tí ha, cho nên ăn gần á nó biến thành ăn gác nô. À, nhưng mà có chữ ăn là phía trước, ăn ăn gác nô có nghĩa là không còn vết nhơ, ăn ăn gác nô là không còn vết nhơ. Vậy thì câu số 3, Nít thần tam ma lô an nan ga nô, Nít thần tam ma lô an nan ga nô, có cấu uế đã được rũ bỏ, không còn vết nhơ. Có cấu uế đã được tẩy sạch, không còn vết nhơ. Đó là ý nghĩa câu số 3. Alo, mình chào sư Trung Nguyễn ha, vừa đến với Pháp hội. Bây giờ đến câu cuối cùng. À, Điếp bằng Ariya Phù Minh à, Phú Pê Hỷ Sĩ. Điếp bằng Ariya Phù Minh Phú Pê Hỷ Sĩ. Điếp bằng Ariya Phù Minh Phú Pê Hỷ Sĩ. Câu cuối cùng chúng ta có ba từ, Niết bàn là một, Ariya Phù Minh là hai, Upe Hỷ Sĩ là ba. À, như vậy thì câu cuối cùng là chữ Niết bàn. Niết bàn do cái từ Niết bàn, Niết bàn là một tính từ nữ tính ha, nhưng mà chữ Niết bàn kia theo đối cách số ít, đô tỳ gia vừa phát tí e câu quá trình á. Chữ Niết Bàn biến thành bằng, Niết Bàn có nghĩa là thiên giới hay là cõi trời, thiên giới hay là cõi trời. Rồi, cái từ thứ hai, Ariya Phù Minh, Ariya Phù Minh do hai từ Ariya là một và Phu Minh là hai. Ariya có nghĩa là bậc thánh. Rồi chữ Phu Minh do chữ Phu Mỹ. Phu Mỹ là một danh từ nữ tính. Ý cơ răn ta ít thi linh giá. À, Phu Mỹ có nghĩa là lãnh địa. À, hay là địa phận. À, nhưng mà chữ Phu Mỹ được chia theo đối cách số ít. Đức Tỳ Gia vừa phát tí e câu quá trả, cho nên phù mỹ biến thành phù minh. Và hai từ này đi chung với nhau, Ariya Phù Minh, Ariya Phù Minh, lãnh địa của Bậc Thánh. Ariya Phù Minh là lãnh địa hay là địa phận của Bậc Thánh. Ariya Phù Minh, Ariya là bậc thánh, Phù Minh do từ Phù Mỹ lãnh địa, địa là địa phận, lãnh địa của bậc thánh. Rồi Upe Hỷ Sĩ ở đây chúng ta
thấy cái chữ của cái động từ này là gì? Căn ngữ ý. Mà căn ngữ ý tức là do cái động từ gắt chặt tí là đi ha, do cái động từ đi, nhưng mà phía trước nó có tiếp đầu ngữ upa. Upa có nghĩa là gần, hướng lên trên. À, upa là gần, hướng lên trên. Nó đi trước cái động từ đi à, nó đi trước động từ đi. Vậy thì ở đây upehisi, upehisi à, cho chúng ta một ý nghĩa về thời tương lai. Động từ này có ý nghĩa là sẽ đi đến gần, sẽ đi đến gần. Upehisi. Upa à, theo về hisi sẽ đi đến gần rồi. Như vậy thì cái câu cuối cùng này, Dipang Ariya Phumin Upehisi, Dipang Ariya Phumin Upehisi à, câu này cho chúng ta ý nghĩa: người sẽ đi đến gần lãnh địa thuộc quả trời của chư thánh. Người sẽ đi đến gần lãnh địa thuộc quả trời của chư thánh. Chữ người ở đây ám chỉ chữ xô ở phía trước. À, thuộc quả trời của chư thánh. Như vậy là ý nghĩa từ vựng câu Phật ngôn 236 chúng ta thông qua ha. Các ai thắc mắc gì với ý nghĩa từ vựng không? Chào cô tu nữ Phúc Hạnh vừa đến với đạo tràng. Câu Phật ngôn 236 cho chúng ta ý nghĩa: chính ngươi hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân, hãy cấp tốc tinh tấn, hãy trở thành bậc trí, có cấu uế đã được rũ bỏ, không còn vết nhơ. Ngươi sẽ đi đến gần lãnh địa thuộc quả trời của chư thánh. Rồi, bây giờ xin lặp lại ha. Chính người hãy tạo ra hòn đảo cho bản thân, hãy cấp tốc tinh cần, hãy trở thành bậc trí, có cấu uế đã được rũ bỏ, không còn vết nhơ. Người sẽ đi đến gần lãnh địa thuộc quả trời của chư thánh. Và thượng giới đất đau khổ thơ lục bát thế này: tự xây hòn đảo mình nương, tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao nhơ bợ ngu si, mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao nhơ bợ ngu si, mở cửa thánh đạo à, mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Vì thánh địa đọc thánh đạo, đọc lại: tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao nhơ bợ ngu si, mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Rồi, Hòa thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Từ ha: hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gốc sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gốc sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Rồi, như vậy về từ vựng à, quý vị có cái gì thắc mắc không? Em ru quá. Vậy thì chúng ta tiếp tục. À,
Cái gì thí chung Nguyễn chắc đi con này đóng được. Con kính chào quý cô tu là cái gì giống như chữ thuế và pháp hội à, cô tu nữ ha, tu nữ mà trời ơi viết cái chữ này coi rui mắt luôn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài học ha. Trước tiên trường âm và đoạn âm đó là một cái điều để chúng ta phải rõ ràng. Khi mà chúng ta không nắm được trường âm và đoạn âm thì chúng ta không thể đọc một cách trôi chảy được. Câu đầu tiên, so caro hi di ba mắt ta nô, so caro hi di ba mắt ta nô, so caro hi di ba mắt ta nô. Với câu đầu tiên này quý vị làm toán cộng giùm ha, mà chắc chắn là quý vị đếm thì nhanh hơn chúng tôi rồi nè. Ban ngày đi cày mệt mỏi, ban đêm đếm tiền ra ngồi đêm 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 viết thấy người thấy nó khỏe à, cái vấn đề bù trừ ha. Ban ngày cực khổ bao nhiêu thì ban đêm ngồi đếm tiền sung sướng bấy nhiêu ha. Đếm càng nhiều sáng nữa, người ta đếm nhiều thì mờ mắt, đây thấy tiền bạc mà đếm đếm nhuyễn tay luôn à, mắt càng sáng. Rồi thôi bây giờ đếm dùm cái này, so caro hi đi ba mắt ta nô, bao nhiêu âm từ đây, bao nhiêu âm từ à, xin kèm nói có chín, xin mình ta cũng chín rồi, Nguyễn cũng chín luôn. À, sô là một ha, ca là hai ha, rô là ba ha, hi là bốn ha, đi là năm ha, ba là sáu ha, mắt là bảy ha, tá là tám và chữ nô là chín. Chính xác. Câu này có chín âm từ. Trong chín âm từ này thì nó chia ra có được bao nhiêu trường âm. Câu này có bao nhiêu trường âm à, chị Kim nói có năm trường âm, chị Minh Tài, chị Dung Nguyễn cũng nói năm, nên thử coi à, chị Tâm An nó có bốn cả à, sao vậy? Tu hành với nhau là chói nhau, chống đối nhau chi hả? Ai nói năm mà mình cũng nói năm đi, tại sao nói bốn à, muốn chơi nổi hơn người ta ha à, muốn cho người ta chú ý ha, đưa lên số 4 làm ngạc nhiên quá trời nè. Ở trên cờ bao nhiêu người nó nằm, chiếc kim là một, chiếc meta hai, chiếc trung nguyễn là ba, một mình mà dám chống tới ba người kia luôn dữ vậy à, nghĩ rằng mình tới à, 45 à, 45 thua bên kia 76, còn thua bên kia nữa là à, 45 chỉ hơn có 17 nhưng mà thua 1116 luôn. Trời ơi 1116 kìa. Dữ dội kìa à, nhỏ một con võ ha. 45 mà dám dám chọi tới tới ba người luôn. Để coi thì có phải hay không. Số à, hỏi câu này có bao nhiêu trường âm không? À, thì bây giờ tính nè, xô là một nè, rô là hai, đi là ba nè, mắt là bốn nè, và nô là năm. Rõ ràng là nắm như vậy mà coi nhà trả lên cầu bốn nè à, sao mà chắc lớn à? Ủa lớn cái gì mới 45 tuổi mà lớn cái gì à, còn trẻ còn khỏe mà đó trường âm mà nó cầu bốn nè ai à. Hãy chấp nhận theo những cái vị trưởng lão, những người đi trước ha, thấy người ta học nói năm thì mình cũng nói năm đi ha, lần sau à, cố gắng sửa sai ha. Mà thật sự câu này là cũng năm trường âm này, một mà rô là hai này, đi là ba này, mắt là bốn và nô là năm à, năm trường âm là chính xác. Còn nói là chặt mà còn sai nữa nghe. Rồi, trong năm trường âm này thì nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm?
sẽ cái kem quen sẽ kem sẽ chung nguyện sẽ mê ta ha nói rằng từng âm bây giờ sẽ cảm thấy quê rồi ha, không tham gia nữa phải không? Trời ơi, học hành gì mà tự ái dữ vậy không biết nè. Nói sai cái là quê độ không chịu tham gia nữa. Rồi phải vươn lên. Ai thấy sai cái là thấy quê độ không không chịu 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 tham gia nữa. Thấy người ta nói rằng ở đây có hai loại trường âm này. Hai loại trường âm. Bây giờ đi tìm coi trường âm nào mà nó hay đây. Quý vị cho biết bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Chị Kim, đưa lên lần thôi, đưa lên nhiều quá thấy rõ được hình á, đưa hai lần là thấy rõ được hình á. Chị Kim làm, chị Kim Dung Nguyễn cũng bắt chước chị Kim luôn. Nó bốn trường âm thông thường. Rồi chị Dung Nguyễn, chị Kim, chị Kim. Ôi, bây giờ cũng thanh á, có chắc ăn không đó? Hay là bắt chước? Hay là bắt chước? Mình chào Sĩ Su Kha ơi, là Sĩ Đúc Kha, hai chị em vô lần luôn ha. Rồi, như vậy là Sĩ Tầm An cũng nói có bốn trường âm thông thường. Tin thì coi, Sô là một ha, Rô là hai ha, Đi là ba ha, và chữ Nô là bốn. Ô, lần này hay nó nghe. Như vậy là đúng ạ. Lần này là chính xác á, sa tu si tầm man bất chước mà cũng đúng. Rồi chúng ta đã tìm được trường âm thông thường, còn một loại trường âm nữa, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Alo, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trời ơi, đưa lần hai có một việc là người ta sợ sao? Si su khá, cái này là hên xui nghe. Si su khá cũng đưa lên hộp dịch luôn, rồi làm cho Sisterman rối đầu hình, không biết là nhận cái hộp dịch của ai này. Cho nên thôi ngồi im để coi thôi. Câu này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chính xác. Vậy thì trường âm nhắn có được bao nhiêu? Alo, trường âm nhắn. Trường âm nhắn thì Sik Mita, Sika, Sukha, Sik Kim, Sik Dung Nguyễn nó có một. Nhưng mà Sik Tầm An tìm không ra ha. Tìm không ra, không thấy một. Thấy thấy gì một câu nó lòm vậy ha. Mơ mắt rồi. Tìm không ra. Alo, Sik Sukha vừa vô nhà, không biết là có chắc ăn hay không, hay là thấy người ta ai sao tôi vậy, ai chắc bậy tôi cũng chắc theo luôn ha. Mời Sĩ Số Khá phân tích câu đầu tiên để chứng tỏ rằng đúng chứ không phải là sai. Lập trường của mình báo 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 vệ lập trường của mình, thấy sao nói vậy chứ không phải là bắt chước người ta, copy người ta, phải không Sĩ Số Khá? Rồi mời Sĩ Số Khá phân tích câu đầu tiên. Sao cười đây không biết nữa, lên phân tích chứ, phân tích không được. Xin chào cô Như Hòa, lại cầm micro lên chào luôn cho ói. Rồi mời Sĩ Số Khá nha, câu đầu tiên phân tích làm sao hay là bắt chước người ta đây. Rồi xin mời. Nam mô Bụt Thà Ra, Nam mô Tham Mà Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính hành lễ Thượng Tọa Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Con vừa vào sư đã gọi con lên rồi. Không biết là phân tích ra sao. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang.
phân tích đoạn số 1 của câu kinh Pháp Cú số 236. Sô ca dô hi ti pa ma ta lô. Sô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, dô là trường âm thông thường, hi đoạn âm, y là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ, câu này có hai loại trường âm, là trường âm thông thường và trường âm nhấn. Trường âm thông thường là có chữ xô, chữ dô, chữ đi, chữ nô. Còn trường âm nhấn có chữ mát. Dạ, con đã phân tích xong rồi, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Thà Đa. Alo. Dạ con xong rồi. Con xuống mic rồi mà. Dạ thế đạo tràng không nghe tiếng con à? Con thấy muốn cô như quang. Sư có nghe không ạ? Alo. Dạ thì con phân tích xong rồi. Dạ con phân tích lại. So kazo hi di pa mat talo. So là trường âm thông thường, đoạn âm. Do là trường âm thông thường. Hi là đoạn âm, di là trường âm thông thường, pa là đoạn âm, mat là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, lo là trường âm thông thường. Dạ, câu này có hai loại trường âm thông thường và trường âm nhấn. Trường âm thông thường là có 4 so do di no, trường âm nhấn là có chữ mát. Dạ con đã phân tích xong. Dạ, con phân tích xong rồi. Dạ con kính thỉnh sư đến mic ạ. Nam mô ta. Alo, 123, 123. Con thích nhìn nhỏ xíu, nghe không rõ. À, rồi xuống hồi nào cũng không hay nữa. Nhưng mà lần sau nè, lần sau là nghe lớn à. Đọc kinh là mình phải đọc lớn lớn. Khi nào mà chữ thề là chữ lỗ nha, chữ nhỏ nhỏ thì tốt. Trời ơi, kinh kệ mà đọc nhỏ xíu vậy, sao có phước được. Làm sao mà biết đúng biết sai. À, bây giờ thấy Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim tặng hoa quá trời quá đất không. Đó, như vậy người ta mới hướng cho đọc nhỏ quá, sao người ta hưởng ứng được. À, sự phân tích kiểu như vậy là thấy không có gì sai sót, mạnh dạn nói lên, trời ơi hay mà đúng mà, tại sao mắc cỡ đọc nhỏ nhỏ trong miệng chi vậy. À, rồi xà thu không, bản tính của người nữ là luôn luôn e lệ ha, luôn luôn e lệ, luôn luôn là có những cái nét mà là làm riêng chút thôi. À, rồi không sao không sao, chính xác lần sau là thằng không ai chê trách. Câu sự phân tích câu số 1 ha. So caro hi di pa mat ta no, câu này chỉ có hai loại trường âm, trường âm nhấn là chữ mắt, trường âm thông thường là chữ so, chữ rô, chữ đi, chữ nô. Rồi ban ngày mắt tối quên quên về hả? À, bây giờ là ở Việt Nam là khuya khuya chứ không phải là nó tối. Việt Nam Sik Mita nè, Sik Suka nè, Hà Nội mà, cho nên ở ngoài đấy chắc lúc này lạnh dữ lắm, cho nên vừa đọc mà vừa run nữa. À, chắc là như vậy là có lý ha. Cho nên lần sau nóng máy mới đọc bự ha, lạnh lắm đó, rét luôn mà. Rồi bây giờ qua câu số 2. Câu số 1 là thông qua ha. Câu số 2. Khi bằng hoài giá mắc bành đi tù phá quá. Khi bằng hoài giá mắc bành đi tù phá quá.
khi bằng hoài gia mắt bằng đi tù phá quá. Câu số 2 này có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Sĩ Kim nói 5, Sĩ Minh Ta nói 5, rồi Sĩ Kim cũng nói 5 nữa, rồi Sĩ Trung Nguyễn 5, rồi Sĩ Sú Khá cũng 5, Sĩ Tờ Man bí, không có thấy chắc chót gì hết, như vậy là thấy mở mắt rồi. Năm trường âm đó là năm trường âm nào? Chữ khiếp là 1, chữ băng là 2, chữ qua là 3, chữ banh là 4, chữ tô là 5. Hay chính xác ha, dễ mà, dễ giống như Pali vậy đó. Khiếp là 1, băng là 2 nè, qua là 3 nè, banh là 4 nè, và chữ tô đó là năm trường âm. Khi mà chúng ta biết được câu số 2 này có năm trường âm, vậy thì đoán âm có được bao nhiêu? Đoán âm có bao nhiêu? Wow, bây giờ thấy nghe 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 là thi tầm anh nghe là bắt chước rồi ha. Thấy ở trên thấy năm mà ở dưới này chắc cũng năm vậy ha. Rồi để đem coi. Chữ giá là 1 nè, chữ má là 2, chữ đí là 3 nè, chữ phá là 4 và chữ quá là 5. Chính xác, 5 trường âm, 5 đoạn âm. Như vậy là chính xác, chứ không phải là bắt chước ha. Cho nên đúng là coi như là khẳng định lập trường. Trường âm có 5 thì đoạn âm cũng có 5. Câu này bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Câu số 2. Chị Kim, chị Mita, chị Dung Nguyễn, chị Suka. Rồi, thông thường mà tìm không ra thì tìm cái gì khó khăn mới ra hả? Chị Trầm An là bí cho trường âm thông thường rồi. Bà con đừng cười nghe. Trường âm thông thường ở đây có hai, có nghĩa là chữ qua và chữ tô. Chữ qua và chữ tô đó là hai trường âm thông thường ha. Rồi, trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn quý vị nó cũng có hai luôn ha. Để kiếm thì coi có phải vậy không? Có nhiều người kiếm cũng chưa ra nữa. Thôi thì bây giờ kiếm trước đi ha. Trường âm nhấn chính là chữ khiếp và chữ banh. Chữ khiếp và chữ banh đó là hai trường âm nhấn. Tại sao gọi là trường âm nhấn? Bởi vì cái nguyên âm ý nó đi trước hai phụ âm ghép. Cái nguyên âm á nó đi trước chữ N và chữ D, hai phụ âm. Một nguyên âm đi trước hai phụ âm thì nơi đó xuất hiện một trường âm giống dài, gọi là trường âm nhấn. Thì chữ khiếp và chữ banh là hai trường âm nhấn, chính xác ha. Câu số 2 này có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Sĩ Kim, Sĩ Sú Kha, Sĩ Mê Ta nó có 3 loại trường âm. Sĩ Dung Nguyễn đó ha. Rồi 3 loại trường âm. Hồi nãy chúng ta tìm được 2 loại trường âm rồi. Còn loại trường âm đọc theo giọng nguyên âm bao nhiêu? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ có con 1 rồi tới 2 sau cái giấy. Là ngồi gần nhau mà thấy cũng không đoàn kết nữa. Người một kẻ hai nha. Thôi tại sao mà hai rồi hạ giá sao nữa, rồi xuống còn một nè. Sĩ Trung Nguyễn từ hai qua một. Thôi mời Sĩ Trung Nguyễn phân tích câu số 2. Phải thống nhất ý kiến chứ hả? Rồi Sĩ Trung Nguyễn câu số 2 phân tích đi để mình
để cho người ta thấy mình đâu bất chước, mà nhìn ra nó đúng ở chỗ nào, sai chỗ nào ha. Mời sư Dung Nguyễn à. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ ạ. Dạ con kính chào các cô chú anh chị em trong đạo tràng. Con kính chào con. Cảm ơn cô Như Quang, cô Kim và cô Mita cho con biết tín hiệu. Dạ câu số 2. Dạ lúc nãy con bấm nhầm qua chứ không phải. Con xin phân tích câu số 2 ạ. Khiết bằng qua giá máp bằng đức tô pháp hòa. Khiết bằng qua giá máp bằng đức tô pháp hòa. Khiết bằng qua giá máp bằng đức tô pháp hòa. Dạ khích là trường âm đọc, trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, má là đoạn âm, băng là trường âm đọc theo đọc trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, quá là đoạn âm. Dạ trong câu này có ba loại trường âm, đó là trường âm nhấn có hai là khích và chữ băng. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một, đó là chữ băng. Trường âm thông thường có hai, đó là chữ qua và chữ tô. Dạ còn lại là đoạn âm ạ. Dạ con đã phân tích xong. Con kính dâng mít đỉnh cho ngài, còn có sai thì tính xin sơ sửa giúp cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Alo, 123, 123, Sư Dung Nguyễn rất là tự tin phân tích. Nhưng mà khi thấy cái mức lúc rồi cái là thấy chữ băng với chữ banh này nó bộ hơi giống giống nhau hả? Sao tới hai nút rồi, ở trước có một cái nút rồi, tưởng là bà con ha, không phải đâu. Trước chữ băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhưng mà chữ banh ở phía sau này nó là trường âm nhấn. Đừng có thấy nút ruồi rồi thấy nghĩa là thấy nhìn bà con là không được nha. Nút ruồi là nút ruồi, nhưng mà vị trí nào thì nó khác nhau chứ không phải giống nhau ha. Tính nói rằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm cái giật mình ha. Chữ ở trước là chữ M, chữ sau N, nó khác nhau một tí thôi, nhưng mà nút ruồi ở sau đã nhiều hơn nút ruồi ở trước làm rối được à. Không sao, phân tích như vậy là chính xác. Sa thủ Sư Dung Nguyễn, khi mà quý vị tự đứng trên đôi chân của mình thì quý vị cứ tự tin, đừng có thấy như sức kim chát lên lần hai câu, chát lên một lần tới hai lần luôn làm rối được hình rồi cái thấy mờ mắt không được. Ai làm gì kệ người ta, khi mình nhìn vô đó mình biết đúng biết sai là được rồi, còn chuyện của họ không quan tâm. Nếu mình quan tâm mình bắt chước người ta thì mình không tự tin nơi chính mình ha. Hãy nhìn vô câu này và nhận định chỗ nào là trường âm, chỗ nào là đoạn âm. Hồi đầu đọc chữ pháo hoa nhưng mà sau chỉnh sửa lại thành nó pháo hoa. Đọc biết sai sửa sai đó là một cái điều mà thành công. Sa thủ Sư Dung Nguyễn tiến bộ rất nhiều. Rồi bây giờ câu 1, câu 2 sau khi phân tích xong giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. So caro hi đi bấm tano khiếp bằng hòa gia mắt bằng đi tù phá quá. So caro hi đi bấm mắt ta nô khiếp bằng hòa gia mắt bằng đi tù phá quá. So ca rô hi đi ba mắt ta nô khiếp bằng hòa gia mắt bằng đi tù phá quá. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3.
Nít thần tam lô an nan ta nô nít thần tam lô an nan bộ nít thần tam lô an nan ga nô rồi đọc chậm như vậy á cho dễ phân tích ha. Câu số 3 bây giờ đừng có phân tích gì, đừng có ai có ý kiến gì hết ha. Mời Sister Man câu số 3 lên phân tích làm sao cho hồi nãy chát chát lên là bắt chước người ta, còn bây giờ tự tin là đưa tay lên phân tích, cái đó mới là thực tài. Rồi Sister Man, alo, chắc thấy khó quá không dám đưa tay rồi, mình dặn lên. Ê, không, đưa tay lên, đưa tay phân tích nguyên một cả một câu nè, chứ hồi nãy là bắt chước người ta à, không có 98 gì hết á, phân tích để cho bà con thấy rằng tôi cũng giỏi vậy chứ bộ dở sao khi dễ tôi hoài à. Tao đưa tay lên đi, ôi sư mẹ ơi, đưa tay lên phân tích câu số 3. Ê, không được, không được, không được, lên đưa tay lên để phân tích nguyên một câu. Đó, báo động rồi kìa. Rồi, không, đây không được ha. Rồi, chắc có trục trặc kỹ thuật rồi. À, câu số 3 này khó quá ha. Nithan tamalo anan gano. Nithan tamalo anan gano. Rồi, khi nào mà cảm thấy rằng đưa tay lên được thì đưa tay ha, còn bây giờ có vấn đề không đưa tay lên được thì từ từ theo dõi. Câu số 3 này à, mời cô tu nữ Khema ma đi ha, bởi vì lâu quá cô Khema ma cũng giỏi mà à, nằm trong ban điều hành của Rôm Bút Tha Tâm Má nên chắc chắn là cái này dễ ợt ha. Rồi mời cô tu nữ Khema ma à, phân tích câu số 3. Thằng cậu này quậy nha. Rồi, mời cô tôi lấy khen ma nha. Alo, câu số 3 là câu khó. Mời hai người, nhưng mà cả những người có lý do không lên được, còn một người chắc đi ngủ rồi ha. Anh chào. À, câu số 3, Nít thành tám mặt lô anh nằm ga nô. Ta bây giờ phân tích chung ha. Câu này có tất cả bao nhiêu trường âm? Alo, bao nhiêu trường âm? À, si kim, si mê ta, cũng là si kim nữa. Rồi mình tới si dung nguyện. Câu này có 5 trường âm. Bây giờ tính thử có phải không? Si su cá nè. Niết là 1 nè, thanh là 2 nè, lô là 3 nè, nanh là 4 nè, nô là 5, chính xác. Đó là 5 trường âm. Rồi bây giờ hỏi về đoạn âm thì có bao nhiêu? Si kê tờ mê nói thứ 7 đoạn âm. Quý vị thấy đoạn âm trong này có bao nhiêu? Alo, bao nhiêu đoạn âm? À, si kim, si mê ta, si chung nguyện, si su ca nó có 4 à. 4 đoạn âm đó là chữ tá là 1, là chữ má là 2, chữ á là 3, chữ gá là 4. 4 đoạn âm mà thấy trả lên sai rồi tôi cũng quê quá mời tôi không dám lên ha. À, thấy quê quê chưa, không sao, có lý do không lên được, từ từ rồi nó cũng nhừ. Như vậy thì cái câu này có tất cả bao nhiêu âm từ nè, có tất cả bao nhiêu âm từ trong câu này? 5 cộng 4 là 9, đúng rồi. Trời ơi, giả đò hỏi vậy thôi chứ nhìn vô mấy số là biết hết trơn rồi. À, rồi
À, câu này có bao nhiêu trường âm thông thường bà con? Bao nhiêu trường âm thông thường? Thông thường nghe, nó rõ ràng chứ không phải là thông thường đó nghe. À, trường âm thông thường. À, quý vị thấy có hai trường âm thông thường trong câu số 3. Dễ quá mà. À, đó chính là chữ lô và chữ nô ha, chữ lô và chữ nô đó là hai trường âm thông thường ha. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm tới tới hai hộp gì đó, còn một hộp chữ là đủ rồi. À, không là được rồi, chứ chơi là hai cái hộp gì luôn không được, một hộp gì là chính xác. Không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vậy thì trường âm nhấn có bao nhiêu đây? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Wow. Một hột vịt, một hột gà. Hả? Đọc một. Có thứ mà, có thứ ba trường âm nhấn. Mà sao nó một hột vịt, một hột gà là thành ba. Làm tóm cộng cái kiểu đó thì đi ăn mày luôn ha, sát nghiệp ba. À, trường âm nhấn câu 3 tức là chữ nít là một, chữ thanh là hai, hai chữ năm ha, ba trường âm nhấn và hai trường âm thông thường ha, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó là câu số 3 đúng không bà con? À, bây giờ xác minh lại vấn đề đó đi. À, mời Sĩ Kim phân tích lại câu này, làm sao mà nói rằng một hột vịt một hột gà là thành ba ha. Rồi, phân tích câu số 3. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Thì sư nói hột vịt, con nói hột gà, rồi con nói hột gà, hột vịt luôn, cho nó đủ bộ luôn sư, không thiếu hột nào hết. Hột gà bên Mỹ ngon hơn hột vịt lộn đó sư, nó nhỏ ăn ngon hơn hột vịt trứng bự quá, ăn ghê quá. Con cảm ơn cô Như Quang, Can và Dung Nguyễn, nó nghe rõ. Con đi miếng miệng về con bị nghẹt cái mũi xin. Dạ con xin phân tích câu số 3 của kinh Pháp Cú câu trăm câu 236 hơn hơn câu 235. Dạ. Níp ma lô a nằng ga nô níp thằng ta ma nô níp thằng ta ma lô níp thằng ta ma lô a nằng ga nô. Níp là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn, tá má là hai đoạn âm, lô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, năng là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Trong câu này chỉ có hai loại trường âm, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường có hai là lô và nô, trường âm nhấn có ba là nít, thanh và nanh. Đoạn âm có bốn là tá má á gá. Câu số bảy nói giống hai câu trên, nó giống hai câu hồng, nó không giống câu nào hết, nó giống câu số một là nó có hai loại trường âm thôi, nó khác cái câu số hai. Câu số hai có ba loại trường âm, nhưng mà số trường âm thông thường và số trường âm đọc theo giọng nguyên âm với trường âm nhấn và đoạn âm thì nó khác. Tại cái câu Pháp Cú này Đức Phật làm ngộ lắm sư. Câu số 1 có 9 từ, câu số 2 là có 10 từ, câu số 3 là có 9 từ, mà câu số 4 là có 11 từ. Cái này đọc đọc kệ khó lắm đó sư. Dạ con phân tích xong rồi, con xin trả máy là con có sai xin sửa lại ạ. À. À, lô chỉ có mình xí số khá là thấy nghe được thôi, còn bao nhiêu phân tích làm sao mà người ta nghe không? Thêm xin mấy ta thì làm anh có nhắc á, và người ta họ mới chú ý, và còn nói học câu số 3 chưa xong mình tới câu số 4 lung tung à. Rồi câu số 2, câu số 1 là chuyện đã qua rồi, bây giờ câu số 3 chỉ biết câu số 3 thôi ha.
cái câu nào mình giải quyết câu đó đi. Nhưng mà giải thích như vậy thì chính xác rồi, cảm ơn. Biết cách lấy hoa để tặng, trời ơi, chứ Dung Nguyễn ở ngoài biển mà bông hoa đâu mà có tặng, có biết cách này nên đi nữa thì kiếm bông với hoa ở ngoài biển cũng khó lắm á. Rồi xong. Sa thủ Sĩ Kim, như vậy là chính xác rồi ha. Cô động trong cái đề tài, tức là câu 3, biết câu 3 ha. Còn khi nào qua câu 4 á, rồi mới tính sao. Rồi bây giờ tới câu 4 nè. Điệp bằng Ariya phù mình u bề hi si. Điệp bằng Ariya phù mình u bề hi si. Điệp bằng Ariya phù mình u bề hi si. Câu số 4 là câu cuối cùng. Trong câu cuối cùng này, quý vị thấy nó có bao nhiêu loại trường âm, có bao nhiêu loại âm. Cũng là Sĩ Kim lên tay lẹ mắt ha. Rồi Sĩ Mê-ta, Sĩ Trung Nguyễn, Sĩ Su-ca bí rồi, thấy một một đống như vậy, đỏ 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 như vậy, thấy mờ mắt rồi ha, tìm không ra. Trong khi người ta nói có ba loại trường âm trong này. Rồi bây giờ đi vô chi tiết ha. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Sikmita, Sikim, Sik Dung Nguyễn, Sik Tờ Man. Ô, bây giờ thấy nha. Trường âm thông thường thấy có hai, đó là chữ Phu và chữ B. Sik Su-ca cũng đồng ý ha. Phu và B, đó là hai trường âm thông thường. Rồi, trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Alo, trường âm nhấn. Sĩ Kim, Sĩ Trung Nguyễn nó có một. Sĩ Su Khá nó có một. Sĩ Mê Ta cũng nói có một. Vậy thì trường âm nhấn trong cái câu số 4 này, đó chính là chữ gì? Chữ điếp. Chữ điếp là trường âm nhấn. Xà thủ, trường âm thông thường tìm rồi, trường âm nhấn tìm rồi ha. Rồi bây giờ trường âm đọc theo dòng nguyên âm có bao nhiêu? Trường âm đọc theo dòng nguyên âm có được bao nhiêu? Quý vị nó có hai ha. Hai trường âm đọc theo dòng nguyên âm, đó là chữ nào đây? System man tìm không ra. Rồi khó quá ha, người ta tìm được mình cũng được chứ. Câu có ba chữ à, chữ đi băng là một, Ariya phu mình là hai, úp về xí là ba, có ba chữ à. Mà tìm trường âm đọc theo giọng nguyên âm tìm không ra, không biết này có ba chữ này mà tìm không ra, tìm ở đâu ra nữa, dễ ợt á. Chữ băng là một, chữ minh là hai này đó, Sư Dung Nguyễn chỉ cho vậy mà không thấy. Thôi bây giờ câu cuối cùng này không lên cũng uổng ha. Mời Sư Tầm Ma này phân tích câu số 4. Hồi nãy đưa tay em được, chắc bây giờ đưa tay được này. Có người mớm ý cho rồi nè, Sư Dung Nguyễn nè hỗ trợ cho cũng không luôn. Trời ơi, bên này nổ khùng lên ngay sau, là chống đối tối đa ha. Không lên là không lên, mấy bữa trước đưa tay lên được nói chuyện được, mà bữa này là coi như không biết có cái vấn đề gì trở ngại mà không là không không thôi. Rồi mời Siết Mấy Ta, Siết Mấy Ta cầu số 4 giải quyết giùm. Alo Siết Mấy Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, con xin phân tích câu số 4 ạ. Điếp bằng á rí giáp phù mình ủ bề hi xí. Điếp bằng á rí giáp phù mình.
Tình ý xí. Và câu này có tới 11 âm từ. Và có đầy đủ 3 loại trường âm. Deep là trường âm nhấn, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á rí là đoạn âm, giá đoạn âm, phu trường âm thông thường, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ú là trường là đoạn âm, bê là trường âm thông thường, hí xí là đoạn âm. Và như vậy thì trong câu này trường âm thông thường có 2, đó là chữ phu và chữ bê. Trường âm nhấn có 1, điếp. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì có 2, chữ băng và chữ minh. Còn lại là tới 6 đoạn âm, đó là á, rí, giá là 3, ú là 4, là 5, xí là 6. Dạ, con đã phân tích xong. Sato sato sikmeta sikshuka sikkim này tặng hoa nhiều quá ha, nhất là sikkim ha, chắc là đâu gần chợ ra hút hút vô mà để sẵn đó. Cho nên thấy phân tích xong là thấy nè, đưa lên 3 loài hoa, một loài hoa xanh, hoa đỏ và hoa hồng ha, nhiều quá. Chị Mê Ta phân tích rất là chính xác. Câu số 4, đầy đủ 3 loại trường âm ha. Và câu này có tất cả là 11 âm từ luôn ha. Câu số 4 này chúng ta thấy trường thường có 2 ha, chữ phu và chữ b. Rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm cũng có 2 ha, đó chữ băng và chữ minh, và trường âm nhấn có 1 là chữ đếp. Như vậy thì không có gì để mà coi như chỉ trích, để mà thấy cái chỗ sai của Siết Mây Tà. Đừng có nói khi dễ ha, nó là Siết Mây Tà già lẫm cẩm ha, không có đâu. Càng già càng minh mẫn nữa, đây là điều đặc biệt của Siết Mây Tà ha. Quý vị thấy lên phân tích chậm rãi, rõ ràng, chính xác. Rồi, không còn gì để mà nói phải không? Vậy thì câu số 3 và câu số 4 sau khi phân tích xong thì giọng của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Nithan tamaro anan gano dipang ariya u min upe hisi Nithan tama lo anan gano dip bang ariya min upe hisi. Nithan tama lo anan gano dip bang ariya phu min upe hisi. Rồi, quý vị thấy câu Phật ngôn 236 trong sự phân tích trường âm và đoạn âm, có chỗ nào quý vị thắc mắc thì cứ đưa ra bởi vì chúng ta học mà thắc mắc mà không giải tỏa thì chắc chắn chúng ta sẽ vấp phải cái lỗi đó và không tiến bộ được. Quý vị nhớ kỹ không? Thì trong vấn đề trường âm và đoạn âm, cái giọng đọc của chúng ta có chỗ nào vuốt mắt, có chỗ nào khó khăn, quý vị cứ mạnh dạn, cứ coi như đây là một cái chùa ở trên trời á, chúng ta không thấy mặt nhau nhưng mà qua giọng nói chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Rồi, quý vị đồng ý không? Có chỗ nào thắc mắc không? Như vậy là thông qua ha. Vậy thì bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Rồi Sisuka đi hàng hai nè, vừa an lạc mà vừa đau khổ nè, cho nên nói không như vậy thì cũng có ý, vừa không này vừa không kia đó. Rồi ôn lại ha.
so karo hi di pamat tano ki bang wa yama bang di to pawani tan tamalo anan gano di bang ariya pu min upe hi si so karo hi di pamat tano ki bang wa yama bang di to pawani tan tamalo anan gano di bang ariya pu min upe hi si so karo hi de pa mat da no khi bằng qua ya ma ban di to pha wa ni thành tham ma lo an an ca no di bằng ariya phù minh upe hi si à hãy tự làm hòn đảo tinh cần gốc sang suốt trừ cấu uế thanh tịnh đến thanh địa chư thiền à đây chúng ta không thể dừng lại câu số 2 mà phải đọc liên tục à. Cho nên quý vị dừng lại chỗ chữ phá hoa đó là một thất bại, cho nên tùy theo câu mà chúng ta dừng à. Ở đây không dừng được mà phải làm mệt nghỉ. Chúng ta có thể mệt nghỉ ở chữ banh di tô à, chữ tô đó, hoặc là chữ nít, chữ tam a lô à, chứ không nên dừng lại nơi đoạn âm. Rồi đọc lại lần nữa để quý vị chú ý ha. So karo hi di pa mat ta no ki bang wa ya ma ban di to pa wa ni than ta ma lo an nan ga no di bang ariya phu min upe hi si. Rồi bây giờ quý vị thấy à, câu này dễ hay khó? Dễ hay khó đọc mới biết, chứ còn bây giờ nói thì làm sao mà mình biết được ha. Nhiều khi thấy dễ quá đi, nhưng mà mình coi thường nó thì mình sẽ đọc vấp. Còn cái câu mà mình chú tâm à, thì nó dễ nó khó mình đã nắm vững à, đã có một cái sự chú tâm, có một sự ghi nhận, thì theo cái quy luật từ từ rồi nó cũng như đọc nhanh thì vấp, mà đọc từ từ mình mới thấy được chỗ đó là trường âm hay đoạn âm ha. Thôi bây giờ đầu tiên mời Sĩ Su Kha đi. Rồi quý vị nghe Sĩ Su Kha đọc rồi quý vị biết chỗ nào đúng chỗ nào sai. Rồi. Alo. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Con kính lễ lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính lễ lễ thượng tọa chí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 236. So kazo hi ti pa mata lo ki bang wa zama pan di to fa kwa ni than tama lo an lan ga lo di bang a zi cha phu mình u pe hi si đọc không nhẹ lưỡi. So kazo hi ti pa mata lo ki bang wa zama pan di to fa kwa ni than tama lo a lần ga lô đi bằng a di ra phù mình u pe so ca dô hi đi pa mát ta lô khi bằng quà ra ma bàn đi tổ pha qua ni thần tam ma lô a lần ga lô đi bằng a di ra phù mình u pe hi si so ca dô hi đi pa mát ta lô khi bằng quà Dhamma ban di to pha qua ni thần tam lô a nan ga lô di bằng a di ra phù mình u pe hi si. Hãy tự làm hòn đạo tinh cần gấp sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh đến chư thiên. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ đạo tràng có nghe con đọc không ạ?
Quang, cảm ơn cô Như Quang. Tự xây hoàn đạo mà lương tinh cần, gấp rút dọn đường tuệ chi, gỡ bao như bận ngu si, mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Không biết cái chữ nó nhỏ, con đọc có sai không ạ? Con đã đọc bài xong rồi ạ. Con kính mời cô chú kế tiếp ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con cảm ơn cô Như Quang. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quy Phật tử. Cảm ơn cô Meta, cảm ơn cô Như Quang, Du Nguyễn cho tín hiệu nghe rõ. Và con xin đọc kinh Pháp Cú câu 236. So karo hiti pamattano kip bằng và yamapang dito pawanit thành tamalo anangano dip dip pang ariyapu min upe hisi so karo hiti so karo hidi pamattano kip bằng và yamapang dito pawanit thành tamalo anangano dip bằng ariyapu min upe hisi so karo hidi pamattano kip bằng và yamapang dito pawanit thành tamalo anangano dip bằng ariyapu min upe hisi so karo hidi pamattano kip bằng và yamapang dito pawanit thành tamalo anangano dip bằng ariyapu min upe hisi. Hơi đọc một lần có được không? Để thở vô nè. So karo so karo hidi papattano kip bằng và yamapang dito pawanit thành tam kano dip bằng ariyapu min upe hisi. Hãy tự làm hoàng đảo, tinh cần gấp sáng trừ cấu quế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con sư sửa. Con xin trả máy, nhường máy lên cho người khác. Mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 236. So karo hidi bamattano khip bằng qua yama bành ito phá qua nít thàn tamalo anan gano dip bằng Ariya phù mình u bề hi si so karo hi đi ba mắt tan no kip bằng qua giá mát bành đi tổ phá qua nít thành tamalo anan gano điệp bằng Ariya phù mình u bề hi si so karo hi đi ba mắt tan no kip bằng qua giá mát bành đi tổ phá qua nít thành tamalo anan gano điệp bằng ariya phù mình u bề hi xí. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt trừ thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự xây hòn đảo mà nương tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri,
gỡ bao nhơ bẩn ngu si, mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ xin kính mời ạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính chào quý bà, quý cô, tu nữ. Và con kính chào các cô, chú, chị em trong đạo tràng ạ. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú 236. Con cảm ơn cô Như Quang, cô Mita, cô Kim cho con biết tín hiệu ạ. So caro hippi pamatano khip bằng và yama bằng dito pha quanh ít thằng tamalo a anangano dip bằng ariya phù mình ốp về hí xí. So caro hip so caro hippi pamatang tano khip bằng và yama bằng đích tổ pha quan nít thằng tamalo an anangano đích bằng ariya phù mình upe hi si so karo hippi pamang tano khi bằng quan và yama bằng đích tổ pha quà nít thằng tamalo anangano đích bằng ariya phù mình upe hi si so so karo hi pamatang tat con đọc lại so karo hi di so karo hi di pamatang tano khi bằng hòa giam ma bằng đít tổ pha quan nít thằng tamalo anangano đít bằng ariya phù mình upe hi si hãy tự làm hòn đảo tinh còn góc sáng suốt trừ cấu uế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. Dạ bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. So caro hi ti pamang pano khít bằng qua giám ma bằng đít tổ pha qua nít thằng tam ma lo anang gano đít bằng ariya phù mình upe hi si tự xây hòn đảo mà nương tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri gỡ bao nhơ bụi ngu si mở đường thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Dạ bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Con có sai sót thì con kính xin sư và quý cô giúp con sửa cho nó tốt hơn ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cho con xin phép đọc được không nhỉ? Dạ, Kinh Pháp Cú, câu số 236. So caro hi di ba ma ta no khi bằng và ya ma bằng đi tô pha va ni thằng ta ma lo a nang ga no đi bằng a ri ya pu min u be hi si so caro hi di
Bamata bằng và Yama bằng đi tổ pha vào đi tặng Tamalo Anang ga hồ đi bằng Ariya của mình u về hì si. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức: tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tri, gỡ bao nhơ bợn ngu si, mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Sokaro hidi pamatano khip bằng và yama bằng đi tổ pavanit hằng tamalo anang ga hồ đi bằng arin ube hi si. Dạ con xin hết. Dạ rồi. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Khe Ma, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, bữa nay con giảm ho rồi, cô Kim, và con kính chào quý cô chú anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 236. So karo hi di ba mát ta no khi bằng và gia ma bằng đi tổ phá quá nếp thành ta ma lồ Anang gano đi bằng Ariya phù mình u bề hi si. So karo hi di ba mát ta no khi bằng và gia ma bằng đi tổ phá quán thành ta ma lồ Anang gano đi bằng Ariya phù mình u bề si. So karo đi bì ba mát ta nô khiếp bằng và giá ma bằng đi tổ phá quá nếp thành ta ma lồ a nằng ga nô đi bằng a ri giá phù mình u bề hí xì. Hãy tự làm hoàng đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh đến địa chư thiên. Bản dịch của Hòa Thượng Khánh Minh Châu: tự xây hòn đảo mà nương, tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao nhơ bợn ngu si, mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức: dạ con đã trả bài xong, con xin mời người kế tiếp ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng.
Hello. Hello. Cảm ơn Dư Hoàng. Cô The Man á, 45 á, cô thử vô mic lại rồi cô thả mic lại. Tại vì lúc mà cô muốn thả chắc cô cũng giống như tôi á, cô phải bấm cái chữ stop talking rồi cô bấm về cái mic thì cô mới trả mic lại đàng hoàng. Lúc trước tôi cũng làm biếng á, tôi không có bấm chữ stop talking trước khi mà tôi bấm cái mic á, thành ra nó cứ cầm mic hoài. Cô The Man á. Cô vô lại một lần ha, rồi cô trả mic lại đi để coi coi nó có bị trục trặc không. Dạ tôi trả trả mic ra nha. Cô phải bấm trả mic lại, rồi cô phải bấm chữ stop talking ở chỗ nó có cái chữ màu đỏ đó, rồi cô mới bấm cái mic thì cô mới trả mic lại được. Còn thôi cô giữ mic lại hoài ha. Tôi trả mic ha, cô lên cô thử đi đi nha. Alo, alo. Alo, 123, 123. Hôm nay quý vị đọc hay quá. Nhất là Sisterman đọc hay quá, giữ luôn cái mic không cho người khác đọc. Sao cái bữa nay ngộ quá vậy? Khi mà mời lên thì không chịu lên. Có lý do, bận công việc gì đó không lên được. Bây giờ lên được rồi thì cầm mic luôn, không cho người khác ha, nghĩa là cầm mic ha. Đọc hay quá rồi, cho người ta cái chú ý tới mình cho nên cầm mic luôn, không cho người khác tham gia nữa, vậy là chơi xấu nha, không được nha. Đọc xong rồi nhường cho người khác. Nhưng mà quý vị công nhận hôm nay Thiết The Man đọc hay ha. Đọc thấy hơi cũng dài, đọc cũng rõ ràng. Ở đâu mới tới mà coi như xuất hiện cái là thấy làm đạo tràng giật mình luôn. Tuyệt vời. Rất là hoan hỷ tinh thần học của quý vị, mặc dù núp lùm hay sao chúng tôi không biết, nhưng mà khi mà tham gia cầm mic là thấy là quý vị coi như chứng tỏ khả năng của mình. Rất là có bản lãnh. Rồi bây giờ xin đọc lại và chúng ta ngâm nga một chút ha. Qua giọng kể, đọc tin trước và qua giọng kể sau. So caro hi di bamat tano kip bang wa yama bandito phawanit thành tamalo anan tano dip bang ariya phù mình upe hi si. So caro hi di bamat tano kip bang wa yama bandito phawanit thành tamalo anan tano dip bang ariya phù mình upe hi si. Đó là dòng kinh ha. Còn bây giờ dòng quý vị chú ý, hồi nãy Sĩ Kim hù quý vị ha, nói cái câu này khó kệ lắm, nhưng mà chúng tôi biết quý vị làm được mà, đã gọi là kệ thì sao cũng được hết đó, không có phê bình, không có nói khó nói dễ. Mà bây giờ mình đã hù người ta chắc là chúng tôi đọc trước Sĩ Kim ha, cái tội đi hù người ta. Số karohi đi ba mặt tay nó băng qua giá mà băng đi tô phao qua để thanh tâm lo anh ta nổ để băng áo của mình của bay xì. Số karohi đi ba mặt tay nó khi băng qua giá mà băng đi tô phao nị thanh tam á lo anh ta nô đi băng a ri ya phu ni u bê di si.
số ca rô hi đi ba ma ta nu ki phang wa ya ma ban di to pa wa ni tan ta ma lo anan tan no di phang a ri ya pu min ve si. À, đọc lại lần nữa ha. Số ca rô hi đi ba ma ta nu ki phang wa ya ma ban di to pa wa Nhi thanh ta ma lo anam ta ga nu Địa phân a ri ya phu minh u pe hi si. À, quý vị thấy nhiều câu nó không đồng đều nhau ha. Có câu ngắn, có câu dài. Nhưng mà chúng ta cứ lấy chuẩn ở trước là bốn đi ha. Rồi đọc một lần hai câu để hòa nhập với nhau thì nó sẽ bổ sung cho nhau và có được một ý nghĩa xúc tích. À, chúng tôi biết quý vị làm được. Rồi bây giờ hồi nãy chị Kim hù người ta nói câu này khó đọc, thì bây giờ chị Kim đọc chưa? Đã gọi được đề thì sao không được hết đấy. À, rồi quý vị chuẩn bị bông hoa ha, chứ đừng có lấy cái gì khác để chuẩn bị tặng chị Kim nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Trời ơi, con cũng đâu có kể được đâu, con kinh thôi. Không ném đá, ném gạch là con mừng lắm rồi. Thì để con đọc kinh một lần nữa. Miễn có đọc là được rồi, phải không sư? Có là được rồi. Con đọc kinh Pháp Cú câu 236 một lần nữa cho nó chắc ăn, cho chắc cú luôn. So karo hi thi pa mat ta no ki pang wa ya ma pang di to pa wa dit than ta ma lo anang ga no dip pang ariya pu min u phe hi si. So karo hi thi pa mat ta no ki pang wa ya ma pang di to pa wa dit than ta ma lo anang ga no dip pang ariya pu min u phe hi si. So karo hi thi pa mak so karo hi thi pa mak ta no kip bang wa yama phang di to pa wa nit thành ta ma lo anang ga no dip phang ariya pu min u phe hi si. Hải tự làm hoàng đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. Đó là bản dịch câu Hòa Thích Minh Châu. Con khi nào mà con rảnh thì con sẽ gán kệ ca như so karuhi di pha mắt ta no kiếp bằng qua gia ma phần đi tô pha quá. Ôi, con nghe sư kệ sao mà nó quá hay vậy, mấy người kia cũng kệ quá hay mà sao con kệ nghe ghê. Hồi nhỏ con đâu có ca được đâu sư, con ca mấy con ca có mấy bản một hai chữ thôi, một hai câu thôi sư. Thôi con sám hối, con đọc vậy đủ rồi đó, con xin trả máy nhường lại người khác để có gì sư nói tích sự rồi vô tích sự. Sư ơi, con xin trả máy rồi ạ. Dạ, nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô San Kha Giá. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang và cảm ơn cô Duyên. Dạ, cho biết tín hiệu. Dạ, một lần nữa con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Thăng Ni trong đạo tràng, con toàn thể đạo tràng. À, con cũng xin mạo muội kệ câu Pháp Cú 236, câu này cũng có vẻ hơi khó nhưng mà con cố gắng. Dầu hay dầu dở thì con cũng cố gắng con kể. Dạ, con xin kể ạ. So ka ro hi di ba ma ta no kip mang wa ya ma ban di to pha wa Thân ta ma lô a nan ya no biết băng a ri ya
se so karo hide ba mat ta no khiet bang wa ya ma ban di to pha wa nit tham ta ma lo nan ga no Điệp băng Ariya phụ mình u bê hi sĩ. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt. Từ cấu quế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Số ca rô hi đi. Và mắt ta nổ khiếp băng qua giá ma bành đi tổ phá hoa. Nết than ta ma lô a nành giá nổ. Điệp băng a ri a phụ minh u bê hi si. Tự xây hòn đảo mà nương tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao nhơ bận ngu si, mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin nhường mic cho người khác lên kể ạ. À. Con kính mời ạ. À. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin chào quý cô tu nữ và con xin chào đạo tràng. Con mới vô cho con trả bài pháp cú câu 236. Sokarohi dipamatano kipang wayama patito phawa mitang tama lo Anangano tipang awi yap upmi upe hisi. Hãy tự làm hòn đảo tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Sokaroni sorry con xin sám hối. Soka rohi tipa ma tano kipang wa yama patito fawa nithang tama tama lo anangano tipang ariya puni upe hi si. Tự xây hòn đảo mà nương tinh cần gấp rút dọn đường tuệ tri, gỡ bao nhơ bận ngu si, mở cửa thánh địa ra đi nhẹ nhàng. Của Hòa Thượng Thích Giới Đức dịch ạ. À, con chưa dám kể vì con chưa có có biết cách kể, nhưng mà con sẽ ráng cố gắng. Con kể thử ha. Sokarohi dipamata no kipangwa yama padin ditto fawa mithang tama lo ananga no dipanga riya pumin upehisi. con xin xuống biết là con có sai, xin sư sửa là lần đầu tiên cũng không biết kể làm sao nữa. Dạ, con xin xuống.
Alo, 123, 123. À, quý vị nghe rõ ha. À, hôm nay Sức Duyên à, lên đọc kinh đọc kệ sao mà Sức Meta này, Sức Tường Men ha, tặng hoa ha. Thay vì người ta tặng ba cành hoa, Sức Men dư cành tặng luôn à, bốn cành hoa. À, như vậy là quý vị đã thành công. Và cái thành công quan trọng ở đây á, là quý vị đã thực hành theo cái câu Phật ngôn 236: tự xây hòn đảo mà nương. Cái vấn đề chính ở đây là quý vị tự quyết định để chính bản thân mình. À, quý vị học mạnh dạn à, coi như cứ đưa tay lên à, và quý vị đọc được, là đó là một sự thành công. Mà quý vị đã thực hành tự xây một hòn đảo cho chính mình, mình có chỗ mình nương nhờ. Thế sau khi xuôi tay là quý vị đem theo được cái gì à? Thiện nghiệp và ác nghiệp, đó là hình trang, đó là tư lương. Nhưng mà bây giờ cái thiện nghiệp, những lời dạy của Đức Phật, mình an trú được trong đó, mình nhớ được những câu Phật ngôn này, để rồi khi mà gặp tử thần, khi gặp những trở ngại à, mình tự nương nhờ nơi chính mình. Atano na tho, mình nương nhờ nơi chính mình. Atahi atano na tho, tức là mình phải có một cái gì để mà nương tựa, đó chính là hòn đảo. Mà trong hòn đảo đó mình có sẵn tư lương, có giới, có định, có tuệ ha, có vô thí, có trì giới, có tham thiền à, như vậy thì cái hòn đảo, cái tư lương mà mình chuẩn bị để mình ra đi, hoặc là ngay trong cuộc sống này mình cũng cảm thấy rằng mình không nương tựa vào một tha lực. Khi chúng ta lo sợ một cái điều gì thì chúng ta hay cầu khẩn van xin. Mà khi cầu khẩn van xin như vậy thì chúng ta đi đâu phải chính trên đôi chân của mình, mà chúng ta đi bằng hai cái đầu gối. Con người mà khi đi hai đầu gối thì luôn luôn đó là kẻ nô lệ, chứ không phải tự làm chủ lấy chính mình. À, cho nên tự mình xây một hòn đảo để mình đưa nhà, thì chính cái hòn đảo đó, đó là những cái thiện nghiệp, thiện sự, à, mười pháp à, tức là mười pháp để mà tạo nên những cái thiện sự, rồi mười pháp ba la mật để chúng ta có một hướng đi đến nơi giải thoát qua bờ bên kia. Thì chúng ta phải có một hòn đảo để mà chúng ta à, dự trữ phòng hờ à, để chất chứa những cái thiện pháp ở trên đó. À, thì chúng ta nương nhờ nơi cái hòn đảo mà chính chúng ta tạo ra, chứ không phải hòn đảo của kẻ khác. Khi chúng ta nương tựa một hòn đảo của kẻ khác thì chúng ta cũng là một kẻ nô lệ, một người tạm trú. Còn chúng ta có hộ khẩu chính thức à, chúng ta tự làm chủ để chính mình, thì phải có một cái hướng đi gọi là chánh kiến, gọi là tuệ tri ha, phải sáng suốt để thấy rõ được à, đâu là sự thật. Và khi chúng ta có chánh kiến thì những cái thiện sự khác sẽ từ từ lộ ra, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tư duy, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, vân vân à, à, khi mà chúng ta đã có chánh kiến, thấy được như vậy rồi thì sự tinh tấn của chúng ta sẽ nỗ lực. Rồi bao nhiêu những cái phiền não cấu quế, những cái tham lam sân hận si mê trong nội tâm chúng ta gỡ lần lần. Đừng phải nói rằng ô tôi không còn tham, tôi không còn sân, tôi không còn si. Ai mà bổ ngược xưng tên như vậy thì thật sự cái ngã của họ là một cái điều chứng tỏ chỉ là lý thuyết, chứ không phải là cái vấn đề thực hành. Mà người mà nói lý thuyết cần giỏi bao nhiêu, cần hay bao nhiêu thì sự thực hành của họ không có tương xứng. Vậy thì hãy tìm một cái nơi
mà gọi là độc cư nhàn tịnh, cái tìm một cái nơi thanh vắng để rồi mình nhìn lại chính mình, ehipasiko, hãy nhìn lại chính bản thân của mình để mình thấy trong cái nội tâm của mình còn lại những cái bợn nhơ của tham, của sân, của si, của phiền não, của tà kiến, của vô minh vân vân. Và chúng ta thấy được như vậy, tức là con đường tuệ tri, dọn đường tuệ tri, tức là chúng ta phải sử dụng vị trí để thấy được những cái gì nó tàn ẩn ở bên trong của chúng ta. Rồi khi mà thấy rõ ràng như vậy thì chúng ta mới mở cửa của thánh địa, chúng ta bước vào vòng nhập lưu, mở cửa thánh địa, vào cõi tịnh cư thiên, an nghỉ trên đó trong vòng bái kiếp, chúng ta ra đi nhẹ nhàng, tức là gánh nặng của chúng ta đã đặt xuống, và những cái khổ đau phiền não không còn vương mang nữa. Thì ở đây cái điều quan trọng là phải tự xây hòn đảo để mình nương nhờ. Chúng ta không nên vì cái vấn đề tha lực bên ngoài chi phối để rồi chúng ta bỏ đi cái quyền làm chủ của chính mình, mà bây giờ đa số là như vậy. Cuộc sống của chúng ta thì bây giờ nó hình vạn trạng, các cái ác pháp nó sân khởi, họ đi bán nhang trên hình thức của một vị thầy, để rồi coi như đi bán nhang sử dụng tha lực, để rồi coi như khi mà gia chủ không đề phòng thì họ lại manh nha làm những cái chuyện bậy. Hình thức bây giờ thầy chùa đi bán nhang, đi bán tương trao, bán trầm, bán này kia vì vấn đề kinh tế để mà sống thì thấy cái không phù hợp. Hoặc là có những vị sư, có những vị thầy ôm mình bác đi khất thực buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối không theo luật lệ. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó là chuyện của người ta, những người có trách nhiệm họ lo chuyện đó. Còn mình thấy thì như Thượng tọa Vũ Chánh ngài thuyết rằng muốn được yên tu phải biết ngu, có tai như điếc, mắt như chúng ta hãy bế lại cái ngũ quan của chúng ta để không có tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc bên ngoài, và hãy nhìn lại chính mình, mình đã tạo được hành trang tư lương nào để rồi khi nhắm mắt xuôi tay mình nương nhờ nơi nó. Đó là điều quan trọng. Cho nên hãy tự đứng lên trên chính đôi chân của mình. Mình ăn cơm thì mình biết no hay là đói. Chúng ta không thể bệnh mà nhờ người khác ăn cơm. Chúng ta không thể đói mà nhờ người khác ăn cơm. Chúng ta không thể khát mà nhờ người khác uống nước dùng để cho chúng ta đỡ khát, để cho chúng ta được no. Đó là một cái điều vô lý. Cho nên quý vị phải tự xây hòn đảo cho mình, tự nương nhờ lại chính mình. Đó là điều quan trọng. Bây giờ quý vị thấy đối với thế gian thì giàu thì sinh ra lễ nghĩa, nghi thức này nghi thức kia, rồi cái chuyện mà trong dân gian không riêng gì nhà giàu, nhưng mà người nghèo á thì bây giờ trước chúng ta không sử dụng cái trí để mà thấy rằng khi mà mình thờ ông Táo á, hai ông một bà, mà quý vị có bận việc gia đình đi nữa, vô gạo để sẵn đó nhờ ông Táo bà Táo nấu dùm. Có hồi nào mà được ông Táo bà Táo coi như chiếu cố, quan tâm, hộ trì cho gia chủ, tức là người ta thờ cúng mình đã từ lâu năm rồi, bây giờ bận công việc gì đó mà không thể là đưa cái nồi cơm lên, đưa cái nồi gạo lên để nấu được. Họ nhờ mình thì bây giờ mình ngồi đi, đâu phải là một mình mà bận việc này hoặc là ốm yếu, tới hai ông một bà. Nhưng mà có khi nào hai ông một bà đã phụ giúp công việc bếp núc cho
quý vị muốn ăn phải lăn vô bếp, họ phù hộ cho quý vị như thế nào. Rồi tên tuổi của họ, quý vị khi mà cúng đưa ông táo về trời thì cúng văn hóa làm sao, có đúng tên của người ta hay không. Mà thấy rằng nhan tàn khói lạnh, rồi khi có tên chuột nè, rồi mèo nè, nó nhảy lên, rồi rớt bát nhang xuống, rồi đồ ăn, đồ uống thì rớt vô trong nồi canh, trong cái nồi cơm, thì quý vị nghĩ sao? Cái đó đúng hay là sai? À, cái việc làm muốn ăn ngon, ăn dở là cho chính mình nấu nướng, rồi gia vị trong đó tiêu hành ớt mỡ mình thêm vô sao cho nó hợp khẩu vị, để rồi người ta khen, ồ cái này ngon. Mà nấu bỏ muối vô nhiều thì người ta nói, trời, này chắc theo Nam Tông ăn mặn ha, sao bỏ muối nhiều quá vậy? Không phải đâu, mà mặn hay là do cái tài của cái người nấu, tức là về công dung ngôn hạnh của người đó họ đã thể hiện, và nấu ngon nấu dở thì do chính mình chứ không phải là ông táo và táo phù hộ. Và chúng ta thấy đó là một cái sự vướng mắc, để rồi chúng ta không nương nhờ nơi chính mình mà nương nhờ những cái tha lực, mà những cái tha lực đó nó vô bổ, không phải là một cái vị thần, một vị thánh, một cái vị có công để mình thờ cúng, và họ chẳng có phù hộ gì cho mình cả. Cho nên cái chuyện mà quý vị muốn ăn thì phải lăn vô bếp, phải nấu, phải nướng, phải chiên, phải xào, chứ không phải là ông táo và táo phù hộ để có sẵn cơm nước cho quý vị đâu. Đó là cái điều thực tế trong cuộc sống ha. Như vậy thì chúng ta qua câu Phật ngôn này, chúng ta muốn giàu sang, chúng ta muốn lên người, chúng ta muốn đi lên hay là chúng ta muốn đi xuống là tự mình quyết định đấy. Đi bằng hồ có một nơi nương nhờ, mà cái nơi nương nhờ, cái hòn đảo đó là cái gì? Đó chính là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Và trong cái giáo pháp của nhà Phật thì chúng ta chỉ cần cái vấn đề tam quy ngũ giới là chúng ta có thể trở thành những vị thánh. Đó là căn bản của người tu. Nhưng còn bây giờ mà chúng ta không có niềm tin ha, không an trú trong giới, không hành trì về giới, giới của chúng ta không được trong sạch, thì làm sao mà cái tâm định tĩnh được? Cho nên phải có một nơi nương nhờ, mà nơi nương nhờ đó tượng trưng như là một hòn đảo. Chúng ta phải có một cái phao để mà bám, đó là Tam Bảo. Mà khi mà chúng ta có niềm tin thì chúng ta phải trì hành gì? Đó là giới. Rồi khi chúng ta trì hành đấy, an trú trong giới, thì tâm của chúng ta sẽ được định tĩnh và chắc chắn rằng đến thánh địa của chư thiên. Tham mô hạ quê rất là tiếp thâm má cha vì, bởi vì khi mà chúng ta thực hành đúng pháp thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula không có xuất hiện đối với chúng ta. Tức là chúng ta sẽ tránh xa được bốn cái khổ cảnh đó. Câu Phật ngôn 237-238 mới kết thúc cái duyên sự. Tức là với câu Phật ngôn này, duyên sự nó còn nằm trong 237-238. Mong quý vị quan hỷ ha. Đến câu Phật ngôn 238, chúng tôi sẽ trình bày và thấy cái ác nghiệp người đã tạo cái tội lỗi mà kéo dài, để rồi thành ra một cái trường kỳ, để rồi họ chịu thống khổ trong khổ cảnh. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa, xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên.
Thank you.